Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Shop Xuân Minh. Hiện tại thì bên em đang tiếp tục lắp đặt những cái bảng điện và những cái tủ điện cho khách hàng đã đặt. Thì ở đây có một cái cấu hình là khách đặt tủ điện này với sạc MPPT 45A và cái kích xin chuẩn, nhưng mà bản nội địa bản này thì công suất 2000W nhưng mà nó chạy thực 1000W thôi mọi người nhé. Giống như em có cái bản 1600 nhưng mà chạy thực là 800W, hôm trước có test cho mọi người xem. Thì cái bản này là bản 2000W nhưng công suất thực của nó đầu ra là 1000W. Và có một cái điều muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay, đó là cái bảng điện như thế này. Thì đợt trước bên em lắp bảng điện thì có hay lắp cái bảng ký hiệu là B01 ấy, thì lắp cái sạc Suer này này vào một cái bảng điện nhựa như thế này. Có hai cái CB, một cái để đóng ngắt điện từ pin mặt trời này, một cái đóng ngắt điện từ ắc quy, hai cái cọc bình đầu ra 12V này và ba cái giắc cắm DC, tất cả lắp đặt trên bảng như thế này. Thì hôm nay có một khách hàng lại yêu cầu bên em là lắp cái sạc HP2430. Bởi vì là anh ấy lại thích cái sạc HP2430 này chứ không thích cái sạc Suer. Bình thường thì chúng ta sử dụng những tấm pin mặt trời 100W, 150 hoặc là 200W cho hệ 12V thì chúng ta lắp cái sạc Suer này là được rồi. Nhưng mà ở đây khách lại thích cái sạc HP2430 này hơn nên là yêu cầu bên em đổi qua cái sạc HP2430. Bình thường sẽ là cái bảng B01 lắp cái sạc Suer này, bây giờ lắp cái sạc HP2430 thì tổng giá của cái bảng này sẽ có giá là 850.000. Riêng cái sạc HP2430 này giá của nó là 600.000 mọi người này. Còn cái sạc Suer này là 250. Sạc này thì bảo hành 6 tháng, còn sạc HP2430 là bảo hành 12 tháng. Thì khi mà lắp đặt như thế này thì giống như cái modem cũ của bản B01 ấy, đó là đặt cái sạc này vào thì bên em sẽ câu dây sẵn cho khách hàng như thế này qua hai cái CB và đầu ra DC. Đây cho mọi người xem phần sau tí nhá. Đây phần sau đây bên em câu dây ở đây này, nó nằm ở mặt sau cái bảng nên là nó nhìn mặt trước nó rất là gọn gàng. Đó mặt sau của nó. Còn bên trước này, đó bên em đi dây. Thì dây của pin mặt trời đi qua cái CB này thì khi chúng ta cấp pin mặt trời vào đây. Còn cái dây của ắc quy thì hai dây này đi qua cái át này thì chúng ta sẽ cấp ắc quy vào đây. Bên em đang đấu vào đây để lát nữa test thử cho mọi người. Lát nữa em sẽ cắm vào cái ắc quy vào đây nhé. Em đang test thử này. Còn khi mà chúng ta về thì chúng ta đấu nối của ắc quy chúng ta vào đây. Sau đó bật cái át này lên. Đầu ra thì lấy từ cái cổng này, trên cái bộ sạc thì chúng ta lấy từ cái cổng này ra. Cái bảng này thì chỉ dành cho hệ 12V thôi mọi người nhé, nó không có kích lên điện 220V. Để mà kích lên ấy thì chúng ta sẽ lắp trên cái bảng to hơn. Cái bảng to hơn thì chỉ lắp được kích 500W thôi. Đối với những cái kích như kích 1000W xin chuẩn của Suer hoặc là những con kích 2000W bản nội địa như thế này thì bắt buộc phải lắp trên cái tấm panel của cái tủ điện như thế này. Thì ở đây thì nếu mà lắp kích lớn thì sẽ lắp vào cái tủ như thế này này. Đây là cái tủ, vỏ tủ này. Bên em đang tiến hành khoan lỗ để lát nữa là lắp cái phần này vào. Còn cái bảng này nhé, bây giờ em sẽ lắp ắc quy vào và test thử cho mọi người cùng tham khảo. Một cái bảng 12V rất là hay ho. Đây mọi người này, đây là cái bảng điện mà em đã kẹp vào ắc quy như thế này rồi. Ở đây bên em đấu sẵn với cái ắc quy 150A, ắc quy 12V nhé. Thì chúng ta sẽ bật cái CB bên phải này lên. Bên phải là CB từ ắc quy, chúng ta sẽ bật lên nhé. Bật lên thì cái điều khiển sạc nó sẽ nhận diện này. Đó mọi người thấy không, lúc này nó sẽ hiển thị cái điện áp của ắc quy. Nếu mà bình thường ví dụ cái phần ắc quy của chúng ta lớn ấy, thì chúng ta bắt buộc phải cấp những cái tấm pin mặt trời lớn. Ví dụ ở đây em có bình 150A thì chúng ta sẽ đấu song song với hai tấm pin năng lượng mặt trời 150W hoặc là hai tấm 200W. Còn nếu mà bình của chúng ta nhỏ 40-50A thì chúng ta có thể dùng tấm 100W là được mọi người nhé. Tùy vào cái dung lượng ắc quy mà chúng ta sẽ chọn tấm pin cho phù hợp. Và hệ thống này nó rất là nhỏ nên là chỉ sử dụng thiết bị 12V thôi. Chúng ta có thể tham khảo để đầu tư nhé. Đây em để cái bảng điện ở đây quay chi tiết cho mọi người xem này. Đấu sẵn tất cả như thế này rất là gọn gàng. Thì phụ tải 12V chúng ta sẽ cắm vào đây. Ví dụ em có quạt nhé, em có cây quạt 12V như thế này thì chúng ta sẽ kẹp vào. Quạt sẽ kẹp vào dạng cọc bình như thế này này. Cái này là bên em đấu sẵn dây đầu ra cho khách hàng rồi. Thì chúng ta kẹp vào đây xem cái quạt này. Đó. Quạt này là quạt 12V thôi mọi người nhé. Bộ này nhỏ nên là không kích lên. Nếu mà chúng ta cần đấu thêm kích nữa thì đặt cái bảng lớn hơn, lắp thêm kích nữa là được. Đây bóng đèn thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Với cái bảng này thì khi mà gửi cho khách hàng ấy thì bên em sẽ gửi kèm cả những cái giắc đực như thế này này. Ba cái giắc đực để chúng ta đấu vào ba cái giắc cái ở trên này. Đó, chúng ta đấu luôn cả bóng đèn này. Ba cái cổng này cho phép chúng ta sử dụng bóng đèn. Có thể đấu dài hơn tùy ý nhé. Ở đây thì em test thử nên là đấu dây ngắn như thế này thôi. Cái bóng tiếp led 12V 50cm. Bóng này bên em đang bán là 35.000 50cm này. Rất là sáng nhé.
Pin mặt trời thì chúng ta sẽ cấp vào cái áp này và bật đây. Ở đây em test buổi đêm nên không cắm pin mặt trời vào. Chúng ta sẽ bật lên như thế này là nó sẽ nạp. Và lưu ý là khi mà muốn ngắt hệ thống thì luôn luôn ngắt từ pin mặt trời trước này. Còn khi bật thì bật cái áp từ acquy lên trước nhá, để nó tránh cái điều khiển sạc nó bị xung ngược lên. Nó nếu mà có mặt trời mà không có acquy thì nó sẽ cháy sạc, lâu dài nó sẽ cháy sạc. Đây là hệ thống em đang test thử với những thiết bị tải 12V. Đây quay xa hơn cho mọi người xem này, hiện tại đang tải một cây quạt này. Hai cái bóng đèn này, có thêm bóng đèn chúng ta có thể cắm vào đây. Tùy vào dung lượng của chúng ta, nếu mà dung lượng bình lớn thì thời gian chạy thiết bị tải nó sẽ được lâu. Và cũng tùy vào cái dung lượng để chúng ta chọn tấm pin cho phù hợp. Ví dụ bình của chúng ta dung lượng từ 40 đến 50 Ah thì chúng ta sẽ chọn cái tấm pin là 100W. Còn bình từ 70 đến 80 thì sẽ chọn tấm 150W. Còn bình 100 thì chúng ta có thể chọn tấm 200W mọi người nhé. Đây, hiện tại nó đang cấp cho tải thì cái điều khiển sạc nó báo này. Chúng ta xem thông số của cái sạc này. Dòng nạp hiện tại đang bằng 0 này vì không kết nối pin mặt trời này. Điện áp acquy này. Dòng tải này đang tải ban thiết bị với dòng là 3,12A. Cái này thì nó chạy ổn định hơn con của Shure nên là giá thành nó cao hơn. Còn chúng ta muốn giảm giá thành thì chúng ta có thể lắp cái sạc của Shure thôi. Sạc của Shure thì giá của nó chỉ có 250 mà khi mà lắp trên bảng như thế này thì tổng cả chỉ có 500.000. Còn nếu mà chúng ta lắp với cái sạc HP2430 này thì tổng cả hệ thống của nó là 850.000 mọi người nhé. Đây em hướng dẫn qua cái sạc này cho chúng ta cài một tí. Khi mà chúng ta về ấy, thì chúng ta nên cài lại cái chế độ 16 đi này. Ở đây nó đang ở mặc định ở chế độ 16 này. Đây chúng ta sẽ giữ nút này nhé. Để cài về 15. 15 thì chúng ta sẽ đóng ngắt được tải thủ công bằng tay. Em sẽ cài lên 15 nhé. Khi mà muốn cài một thông số thì chúng ta sẽ giữ để cái thông số đó nhấp nháy. Ví dụ nó đang nhấp nháy, chúng ta muốn trả về trạng thái ban đầu thì giữ ở đây này. Giữ 5 giây là được. Đó thì tải nó ngắt này, mọi người thấy này. Đây tải ngắt ha, đồng thời nó ngắt này, bây giờ em sẽ bật tải này. Bây giờ chúng ta cho phép bật tải thủ công bằng tay ấy, thì chúng ta chỉ việc bấm vào đây này. Mọi người để ý nhá, bấm vào đây này. Đó, đèn sáng này, quạt quay này. Đó. Lúc này thì cái nút bên phải trên cái điều khiển sạc nó đóng vai trò như một cái công tắc, thì khi mà chúng ta bật tắt thì chúng ta có thể nhấn ở đây này. Đó, mọi người thấy không? Rất là hay nhá. Đó. Nếu mà chúng ta kết nối pin mặt trời vào ấy thì nó sẽ có một cái hiển thị mũi tên chỉ vào như thế này và hình ống mặt trời này là nó đang nạp. Còn hiện tại là đang chỉ ra tải nên mũi tên nó chỉ ở bên này. Acquy đang báo là 12,5V và có một cái chế độ cài đặt cái acquy nữa. Đây chúng ta sẽ cài cái acquy nhá. Hiện tại acquy của em mặc định là SLD này là acquy khô kín khí rồi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những loại acquy khác thì chúng ta sẽ cài ở đây nhá. Chúng ta sẽ giữ nút này. Đó, nó sẽ nhấp nháy bốn hàng ở dưới này. FLD là bình nước này, GEL là bình viễn thông này, công nghệ GEL này. SLD là bình khô kín khí, Li là lithium sắt phốt phát. Thì ví dụ chúng ta dùng pin lithium sắt phốt phát thì chúng ta sẽ cài sang đó, giữ lại nút này nhé, để nó nhấp nháy này. Đó, sau đó chúng ta đẩy qua chế độ Li, rồi giữ lại nút này. Đó, rất là hay ho đúng không? Đó, chuyển qua lithium sắt phốt phát này. Còn bình của em là bình khô kín khí nhá, thì em lại cài về chế độ B. À, chế độ SLD đi. Bình GEL thì chúng ta để GEL này. FLD là bình nước này. Một số khách hàng vẫn đang dùng bình nước thì chúng ta để bình nước SLD này. Sau đó giữ trạng thái ban đầu này. Đó, nó sẽ điều chỉnh một cái mức điện áp phù hợp từ trên tấm pin mặt trời, tương ứng cho từng loại bình acquy của chúng ta mọi người nhé. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một cái bảng điện năng lượng mặt trời hệ 12V rất là hay ho như thế này. Anh em có thể quan tâm đặt hàng liên hệ với bên em qua số Zalo 0375 122 365. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.